Để cho bạn chỉnh tốc độ với đảo chiều motor của cái hộp này nha. Mình sợ cho nhắc sổ kim cũng được anh ha, đánh bông cũng được. Nếu mà xài cái máy nào mà tải nặng thì cái quá nó cao lên. Đây nó có thông số nè. Đây. AX đều. Đây tốc độ của nó là cái ba cái chấm đèn là ngũ đeo nè, rồi nguồn nè. 550W. Nếu mà mình chạy cái watt cao lên nữa. Tốc độ là được 5000. Đây. Con này mới bán tự động, nó không có cái gì á. Nè, thứ nhất là chữ E, chữ B. Chữ E chữ B là đảo chiều nè, nó để chữ gì đó. To gì nè. Rồi. Nó quay vô người mình nè, mình đè đòi là chữ B nè, quay tới nè, rồi cái này có đầu dò mình mới chỉnh kim dừng lên dưới ha, này không có gắn, này tốc độ 2,5 nè, 2,6 nè, này từ 1,9, 1,8, 17, 15 là 1,5 đó, rồi mình đạp là tự động nó luôn, ha. Con này cũng hàng mà mỏng thì được, mà đối với hàng dày chạy này nó sẽ không lướt nữa, bị đứng rồi ha. Còn mấy cái này nè, vô chương trình đó nè, chỉ setting nè, setting là người đặt biết là tốc độ nè ha, nãy rẹo đây là vô chương trình đó nè, có một số chương trình lên đây thôi chứ không có gì, để em khoảng chừng 6 giây ha, đó, nó nổi vô E50 nè, 51, 52, 53, 54 thì tới 50 là hết. 5A chứ không phải 50. 58, 59, 5A nè ha. Rồi, 5A là trở lại 50, nó khoảng 11 chương trình. À bo này nó không có gì để cài đâu. Giản nha. Nhấn đây là đảo chiều, chữ E chữ B là đảo chiều đây. Nè, vô trong cài đặt nè. Cộng tới cái phần mà 5A đúng không? Đó, chỗ đây chúng ta chỉnh được mấy chế độ này nè. Mà mấy chế độ kia nó không có gì đâu. Ha, PPF, PPB cũng như đảo chiều motor hay là cái gì đó. Rồi PPB3 ha. Rồi. Đạp cái là nó luôn lại. Rồi. Rồi. Đó. Ha. Còn những chương trình kia nó không có gì đâu. Phải có thêm đầu dò vô mới chỉnh được, không có đầu dò vô mình bắt không hiểu đâu. Dò là cái định vị của nó đó. Đây là bo. Rồi những chức năng đơn giản như thôi nha. Con này cũng không có gì phức tạp đâu. Cái setting director. Nếu mà chạy hàng giải mà giấy giấy dày giấy quần jean hay gì đó, thì chúng ta thay cái hộp 800W hoặc là 1000W được ha. Tốc độ của nó sẽ thay đổi theo cái thông số, nếu mình mua cái này nè, mạnh motor này nó mạnh lên, 500W này thì cho hàng mỏng được rồi, 800W thì hàng dày hơn hoặc là 1000W ha, cái lực cái motor nó kéo mạnh hơn phải á. Ở trong cũng không có gì đâu, đơn giản thôi.